Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản, xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là top 3 con xe gồm hai cào cào và một mini. Hai cào cào thì của thương hiệu Rageton, còn mini là thương hiệu Mayata hết nè. Rồi, ba con xe này có một đặc điểm chung, đó là xe 27 inch. Chất liệu thì con xe đầu tiên là con xe sườn thép đắt co, con xe thứ hai là con xe sườn nhôm, con xe thứ ba cũng là con xe sườn thép luôn. Bây giờ mình sẽ đi tới con đầu tiên là con xe số 1. Đây là con cào cào Rageton Lux Roser á. Hôm trước mình có lên một con anh em ha. Con này rất là đẹp, còn nguyên zin luôn, chưa làm gì hết. Đó. Đây, tên của nó nè anh em. Đó. Lux Roser. Đây là con cào cào Lux Co ha. Nguyên zin luôn. Nó có cái khóa cổ nữa nè. Đùm trước là đùm năng lượng ha, tự phát sáng. Đây, đèn Rageton nè. Thấy chưa? Chất lượng luôn. Niền là niền inox. Con này thì đi dây Kuro ha anh em. Con này thì 27 inch. Các đầu bu là bằng polycarbonate. Ba số. Mình quay cận cảnh chi tiết ha. Xe này thì mình ship toàn quốc, ở đâu cũng bán hết, nhận cọc từ 20% trở lên. Chuyển khoản đủ thì em bớt tiền thu hộ COD. Xe rất là đẹp nha. Nguyên zin luôn, con xe này là nguyên zin luôn á. Xe cào cào thì chưa bao giờ gọi là đủ bán hết nè. Lên bao nhiêu là bán hết bao nhiêu. Những con xe này đều là xe tuyển chọn hết, cho nên anh em yên tâm ha. Rồi, ok, đây là con số 1 nha anh em. À, con này là con cào cào số 1. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo đây là con cào cào số 2, cũng là Rageton luôn. Nhưng mà con này là sườn nhôm nha. Đây, sườn nhôm thì mối hàng vẫy cá nè. Đó. Tem nội địa Nhật, tên của nó nè. Con này cũng là DJ Kuro luôn. Cũng là niền 27 inch luôn. Con này thì gác đầu bu là inox. Ổ khóa nè. Đùm 3 tốc độ Shimano. Ba con xe này có cùng điểm chung là 3 số hết nha nè. Đây. Con này thì con kia là màu bạc trắng nè. Con này thì nó hơi lông chuột ha. Con này là bạc nhưng mà bạc lông chuột nha. Đây. Tất cả đều là xe nội địa hết. Đây. Japan. Mình thì hiện tại chỉ kinh doanh xe nội địa Nhật thôi, chưa kinh doanh dòng xe khác. Cho nên là anh em hỏi mua xe mới thì mình không có nha. Mình chỉ bán xe nội địa Nhật thôi. Nội địa Nhật thì cũng có xe mới, cũng có xe cũ. Nhưng mà xe mới tức nghĩa là xe nhập bán ở Việt Nam thì mình không có. Rồi, ok, đây là con số 2. Con số 2 cũng là đùm 3 số luôn nè. Tay lắc 3 số. Tiếp theo đây là con mini của Mayata cũng đi dây Kuro luôn. Đó. Cũng gác đầu bu inox luôn. Đây. Niền là niền nhôm ha, con này niền nhôm thắng bi nè. Đùm trước là đùm năng lượng nè. Đó. Rổ ở dưới có lưới luôn nè, rổ xịn luôn, rổ im luôn. Xe này mua tặng con gái, mấy chị, mấy bác đi chợ là ok.